Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Merida Ride 903, một dòng xe đạp đua đường trường và được trang bị bộ lốp chuyển động Shimano Claris, khung nhôm, nước sơn nguyên bản. Toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, tất tần tật đồ là zin 100%, khung nhôm tông màu đỏ vàng rất là thể thao và đẹp trẻ trung. Do là đã qua quá trình sử dụng và xe bãi cộng với cả là việc vận chuyển về từ nước ngoài về Việt Nam nữa nên là nó xuất hiện những cái vết xước, những vết xước nhỏ, xước răm, nó không thể tránh khỏi. Còn về tổng thể xe màu sơn các thứ thì còn tương đối là đẹp. Thương hiệu Merida, còn nguyên tem đi đạp Claris, trang bị hết bộ chuyển động Shimano Claris với số lip là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tầng lip và 2 tầng đĩa và 16 tốc độ khác nhau. Bộ chuyển động Claris đùi đạp cũng là Claris và bộ tay lắc, tay lắc cũng là Claris, 8 sờ bít, vành ba mảnh bánh 700C, vành nhôm cao bản, vành nhôm cao bản khoảng 5 phân, rất là và giám sát vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 50 cm, từ khóa cọc yên tới tâm cổ phốt là 53 cm. Thì là xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m55-56 đến khoảng 75-76, 65-66 đến 75-76 đi là phù hợp. Và chiếc xe đang bán bên em mức giá chỉ có là 8.600.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đang lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.